Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 148. Hallelujah! Từ các tầng trời hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hãy ngợi khen Ngài trong nơi cao cả. Hỡi hết thảy các thiên sứ Ngài, hãy ngợi khen Ngài. Hỡi cả cơ binh Ngài, hãy ngợi khen Ngài. Hỡi mặt trời, mặt trăng, hãy ngợi khen Ngài. Hỡi hết thảy ngôi sao sáng, hãy ngợi khen Ngài. Hỡi trời của các tầng trời, hỡi nước trên các tầng trời, hãy ngợi khen Ngài. Cả thảy khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va, vì Ngài ra lệnh thảy bèn được dựng nên. Ngài lập cho vững các vật ấy đến đời đời vô cùng, cũng đã định mạng, sẽ không có ai vi phạm mạng ấy. Hỡi các quái vật của biển và những vực sâu, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va từ nơi đất. Hỡi lửa và mưa đá, tuyết và hơi nước, gió bão vâng theo mạng Ngài. Các núi và mọi nõng, cây trái và mọi cây hương nam, thú rừng và các loài súc vật, loài côn trùng và loài chim, những vua thế gian và các dân tộc, công hầu và cả quan xét của thế gian, gã trai trẻ và gái đồng trinh, người già cả cùng con nhỏ. Cả thảy khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va, vì chỉ danh Ngài được tôn cao cả. Sự vinh hiển Ngài trỗi cao hơn trái đất và các tầng trời. Ngài đã cất cái sừng của dân sự Ngài lên, là sự ngợi khen của các thánh Ngài, tức của dân Israel, là một dân ở gần bên Ngài. Hallelujah. Chương 4. Kế đó tôi nhìn xem, này, một cái cửa mở ra trên trời, và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi vang rầm như tiếng loa phán cùng tôi rằng: hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Tức thì tôi bị thánh linh cảm hóa, thấy một ngôi đặt tại trên trời. Trên ngôi có một đấng đương ngồi đó. Đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não, có cái móng dáng như lục bửu thạch bao chung quanh ngôi. Chung quanh ngôi lại có 24 ngôi. Trên những ngôi ấy tôi thấy 24 trưởng lão ngồi, mặc áo trắng và đầu đội mão triều thiên vàng. Từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm, và bảy ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi. Đó là bảy vị thần của Đức Chúa Trời. Trước ngôi có như biển trong ngần giống thủy tinh, còn chính giữa và chung quanh có bốn con sanh vật, đằng trước, đằng sau, chỗ nào cũng có mắt. Con sanh vật thứ nhất giống như sư tử, con thứ nhì như bò đực, con thứ ba mặt như mặt người, con thứ tư như chim phụng hoàng đang bay. Bốn con sanh vật ấy, mỗi con có sáu cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt, ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt: thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Khi các sanh vật lấy những sự vinh hiển, tôn quý, cảm tạ mà dâng cho đấng ngự trên ngôi là đấng hằng sống đời đời, thì 24 trưởng lão sắp mình xuống trước mặt đấng ngự trên ngôi và thờ lại đấng hằng sống đời đời, rồi quăng mão triều thiên mình trước ngôi mà rằng: lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Sách ECT chương 1. Xảy trong đời vua Asuerus, tức Asuerus kia mà cai trị trên 127 tỉnh từ Ấn Độ cho đến Ethiopia. Khi vua ngự ngôi vương quốc tại Susa kinh đô người, nhằm năm thứ ba đời trị vì mình, người bày ra một bữa tiệc yến cho hết thảy quan trưởng và thần bậc mình. Đạo binh nước Pherosơ và Medi, các bậc sang trọng cùng các quan cai của hàng tỉnh đều ở trước mặt người. Trong nhiều ngày, tức trong 180 ngày, người bày tỏ sự giàu có sang trọng của nước và sự oai nghi rực rỡ của người. Khi các ngày đó đã qua rồi,
vua bày đãi hết thảy dân sự đang có ở tại kinh đô Susa, hoặc lớn hay nhỏ, một cuộc tiệc yến 7 ngày tại nơi hành lang của thượng uyển. Tư bề có treo màn trướng sắc trắng, xanh lá cây và xanh da trời, dùng dây gai màu trắng và màu tím cột vào vòng bạc và trụ cẩm thạch. Các giường sập bằng vàng và bạc, đặt trên nền lót cẩm thạch đỏ và trắng, ngọc phụng và cẩm thạch đen. Người ta đãi uống bằng chén vàng, những chén nhiều thứ khác nhau và có ngự tửu rất nhiều, cho xứng đáng theo bậc giàu sang của vua. Người ta uống rượu tùy theo lệnh truyền, chẳng ai ép phải uống, vì vua đã truyền các thần tể cung điện hãy làm tùy ý của mỗi người muốn. Hoàng hậu Vả Thi cũng đãi một bữa tiệc cho các người nữ tại cung vua Asuero. Qua ngày thứ bảy, vua uống rượu hứng lòng rồi, bèn truyền cho Mehuman, Bittha, Hạc-bô-na, Biết-tha, A-bát-tha, Sê-thạc và Cạc-cách, tức bảy hoạn quan hầu trực vua Asuero, dẫn hoàng hậu Vả Thi đến trước mặt vua, đội mão triều hoàng hậu, đặng tỏ ra phết lịch sự của bà cho dân sự và cho các quan trưởng xem thấy, vì tướng mạo bà rất tốt đẹp. Nhưng hoàng hậu Vả Thi không khứng đến theo mạng của vua truyền bởi các hoạn quan. Vua bèn nổi giận dữ, phát nóng nả trong lòng. Vả thường khi vua có sự gì, bèn hỏi bàn các người rõ luật thông pháp. Những quan kế cận vua hơn hết là Cạc Sê-na, Sê-thạc, Ác-ma-tha, Ta-rê-si, Mê-re, Mạc-sê-na, Mê-hu-can, tức bảy quan trưởng của nước Pherơ-sơ và Mê-đi, thường thấy mặt vua và ngồi bậc cao nhất trong nước. Bây giờ vua hỏi chúng rằng, hoàng hậu Vả Thi chẳng có vâng theo mạng của vua Asuru cậy các hoạn quan truyền cho. Vậy thì theo luật pháp chúng ta phải xử bà thế nào? Mê-mu-can thưa trước mặt vua và các quan trưởng rằng, Vả Thi chẳng những làm mất lòng vua mà thôi, nhưng lại hết thảy những quan trưởng và dân sự ở trong các tỉnh của vua Asuero. Vì việc này đồn ra trong các người nữ, khiến họ khinh bỉ chồng mình, nói rằng vua Asuero có biểu dẫn hoàng hậu Vả Thi đến trước mặt vua mà nàng không có đến. Ngày nay, các vợ quan trưởng Pherơ-sơ và Mê-đi mà đã hay việc hoàng hậu đã làm cũng sẽ nói một cách với chồng mình, rồi sẽ có lắm điều khinh bỉ và cơn giận. Nếu đẹp ý vua, khá dáng chiếu chỉ, chép vào trong sách luật pháp của nước Pherơ-sơ và Mê-đi chẳng hề hay đổi đặng rằng Vả Thi sẽ chẳng còn vào đến trước mặt vua Asuru nữa. Vua khá ban vị hoàng hậu của Vả Thi cho một người khác tốt hơn nàng. Khi chiếu chỉ của vua làm đã được truyền khắp trong nước vua, vì nước thật rộng lớn, thì các người vợ tất phải tôn kính chồng mình, từ người sang trọng cho đến kẻ nhỏ hèn. Lời này đẹp ý vua và các quan trưởng. Vua bèn làm theo lời của Mê-mu-can đã luận, hạ chiếu cho các tỉnh của vua theo chữ và tiếng của mỗi tỉnh mỗi dân, mà bảo rằng mỗi người đàn ông phải làm chủ của nhà mình và lấy tiếng bản xứ mình mà dạy biểu. Chương 2. Sau các việc ấy, khi cơn thạnh nộ vua Asuero đã nguôi lại, thì người bèn nhớ lại Vả Thi và việc nàng đã làm cùng sự đã chỉ định cho nàng. Các cận thần vua thưa rằng, khá tìm cho vua những nữ đồng trinh tốt đẹp, và xin vua hãy sai khiến những quan đi khắp các tỉnh của nước vua, nhóm hiệp hết thảy nữ đồng trinh tốt đẹp đến Susa là kinh đô, dẫn vào hậu cung và giao phó cho Hegai, hoạn quan của vua, thái giám những cung phi, rồi phát cho chúng những hương phẩm cần dùng cho sự tẩy uế. Hễ con gái trẻ nào được đẹp lòng vua, khá lập hoàng hậu thế cho Vả Thi. Lời ấy đẹp lòng vua, vua bèn làm như vậy. Ở tại kinh đô Susa có một người Giuđa tên là Mạc Đô Chê, con trai của Giai-rơ, cháu của Si-mê-i, chắc của Kích người Benjamin. Người bị bắt dẫn khỏi Jerusalem với những kẻ bị bắt làm phu tù đồng một lượt với Jeconia vua Giuđa mà Nebuchadnezzar vua Babylon đã bắt làm phu tù. Người bảo dưỡng Hadasa, tức là Esete, con gái của cậu mình,
vì nàng không có cha mẹ. Người thiếu nữ ấy là tốt tươi hình dạng, đẹp đẽ dung nhan. Vậy khi cha mẹ nàng đã qua đời rồi, Mardochê nhận nàng làm con gái mình. Xảy ra khi mạng lệnh của vua và chiếu chỉ người đã được rõ biết, khi có nhiều con gái trẻ đã nhóm hiệp tại kinh đô Susa giao phó cho Hegai trưởng quản, thì Esete cũng được đem đến cung vua giao phó cho Hegai quan thái giám các cung phi. Con gái trẻ đó đẹp lòng Hegai và được ơn trước mặt người. Người lật đật ban cho nàng những hương phẩm cần dùng sự tẩy uế và những vật nhật dụng của nàng, cung cấp cho nàng 7 con gái tơ chọn lấy trong cung vua. Đoạn Hegai dời nàng với các con gái tơ vào trong một cái phòng tốt nhất của cung phi tần. Esete chẳng tỏ ra dân mình và quê hương mình vì Mardochê có dặn nàng đừng tỏ ra cho ai biết. Mỗi ngày, Mardochê đi dạo chơi trước sân của cung các phi tần để cho biết Esete có bình yên chăng và nàng sẽ ra thế nào. Mỗi con gái trẻ chiếu theo lệ định mà dọn mình cho tinh sạch trong 12 tháng. 6 tháng dùng dầu một dược, 6 tháng dùng thuốc thơm cùng những hương phẩm cần dùng về sự tẩy uế. Sau kỳ ấy đã mãn rồi, mỗi con gái trẻ theo phiên thứ mà đến cùng vua Asuero. Họ vào chầu vua như vậy: phàm vật gì nàng muốn đem theo từ cung phi tần đến cung điện vua thì họ liền ban cho. Buổi tối thì nàng đi đến, còn sớm mai trở về hầu cung thứ nhì. Có Sa Ách Ga là hoạn quan của vua, thái giám các phi tần coi sóc. Nàng không hề vào cùng vua nữa, miễn là nàng đẹp ý vua và được vua đòi tên mình. Khi phiên Esete, con gái của Abihai, cậu của Mardochê, là người đã nhận nàng làm con, đã đến để đi vào cùng vua, thì nàng chẳng cầu xin gì hết ngoại trừ điều Hegai, hoạn quan vua, thái giám các phi tần đã định cho. Esete được ơn trước mặt mọi người thấy nàng. Ấy vậy, Esete được đưa đến cùng vua Asuru trong cung vua nhằm tháng 10 là tháng Tebet, năm thứ 7 đời người trị vì. Vua thương mến Esete nhiều hơn các cung nữ khác và nàng được ơn tại trước mặt vua hơn những nữ đồng trinh. Vua đội mão triều thiên trên đầu nàng và lập nàng làm hoàng hậu thế cho vả thi. Đoạn vua bày một tiệc lớn đãi các quan trưởng và thần bộc mình, tức tiệc yến của bà Esete. Vua rộng tha thuế cho các tỉnh và ban thưởng xứng đáng theo bậc giàu sang của vua. Khi các nữ đồng trinh hiệp lại lần thứ nhì, thì Mardochê ngồi ở nơi cửa vua. Esete y như lời Mardochê đã dặn mình, không tỏ cho ai biết quê hương và tông tộc mình, vì Esete làm theo điều Mardochê dặn nàng như khi nàng còn được bảo dưỡng nơi nhà người. Trong các ngày đó, Mardochê đang ngồi nơi cửa vua. Có 2 hoạn quan của vua trong bọn kẻ giữ cửa là Bích Thang và Theret nổi giận, toan mưu tra tay vào vua Asuero. Việc ấy thấu đến Mardochê biết, người học lại cho hoàng hậu Esete. Bà Esete nhân tên Mardochê tâu lại cho vua. Người ta bèn tra hạch việc đó, thấy quả thật như vậy, rồi cả 2 đều bị treo nơi cây hình. Đoạn họ chép điều đó trong sách sử ký tại trước mặt vua. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên 3 ngôi Đức Chúa Trời toàn năng,
và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.